Rồi chúng ta có một số những thông tin rất nổi bật trong thị trường crypto Chúng ta có một thông tin liên quan tới một ngân hàng ở Đức các bạn Đó chính là ngân hàng Deka Thì chi tiết hơn đó là ngân hàng Deka là ngân hàng mà rất có tên tuổi đã có 105 năm lịch sử rồi à, và ngân hàng này đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các khách hàng lớn của họ chứa là những cái tổ chức đầu tư các bạn và ngân hàng dk nói là tài sản kỹ thuật số là một phần quan trọng của tương lai một cách hoàn toàn mới về cách tài sản được đại diện từ tiền tệ đến bất động sản thì DK là một ngân hàng lớn à, theo thương hiệu ở nước đức và đây là một ngân hàng mà sẽ bắt đầu ủng hộ crypto các bạn thấy được là mỗi một mùa trôi qua đó thì chúng ta đương nhiên sẽ có một số công ty, một số người rời khỏi thị trường này họ chán nản, họ mất lòng tin nhưng mà chúng ta lại bắt đầu thấy những cái năm mỏng mới các bạn và đương nhiên mỗi một đợt có giá cả tăng lên á, thì đương nhiên sẽ kéo theo rất nhiều mới tham gia thị trường này và không phải ai cũng sẽ ở lại các bạn một số người họ chỉ đến đây tham quan rồi họ không thích hồi rời khỏi nhưng mà cái mà chúng ta thấy được là từ năm này qua năm nọ từ đợt tăng trưởng này đến đợt tăng trưởng nọ đó thì cái số lượng người có lòng tin ngày càng nhiều hơn những người có lòng tin như thuận và nhiều bạn đó thì đã trải qua nhiều năm rồi và chúng ta vẫn ở đây và tôi nghĩ là có rất ít lý do nếu như mà nói là những người có lòng tin dài hạn mà rời khỏi thị trường này nhưng mà những người mới tham gia thị trường này ra thì một số người sẽ rời khỏi nhưng một số người cũng sẽ học được kinh nghiệm cũng sẽ có một cách nhìn khác và hiểu hơn về thị trường này và thậm chí trong những cái đợt mà giá cả đi xuống như này đó thì lại có thời gian tìm hiểu và có lòng tin vững chắc hơn nhiều công ty cũng như vậy và đợt này và đợt nọ đó chúng ta ngày lại càng có thêm nhiều hoa lợi trong thị trường này đó là cái nền tảng của sự tăng trưởng dài hạn của thị trường crypto nói chung rồi chúng ta cũng có một cái thông tin rất là thú vị các bạn à, Đây là một thông tin liên quan đến đào Bitcoin Thì đã chia sẻ một bài viết với các bạn Là Bitcoin mining đó thì cực kỳ khó hiểu Nhiều người thật sự không hiểu Nhưng đã vội ra nhận định là tốt hay là xấu Chỉ dựa vào cái số lượng điện tiêu thụ mà thôi Đó thật sự chỉ là một phần của Bitcoin mining thôi các bạn Khi các bạn ra quyết định uh, Bitcoin là tốt hay là xấu chỉ dựa vào số lượng điện tiêu thụ đó thì nó hoàn toàn không đầy đủ nó giống như là các bạn ra quyết định là cái xe nào là tốt hay là xấu chỉ dựa vào là xe đó sử dụng bao nhiêu xăng mà thôi xe đó có tiết kiệm xăng được hay là không hay là các bạn chỉ dựa vào là tốc độ của xe đó là nhanh hay là chậm và đưa quyết định là xe đó là tốt hay là xấu thì cũng không đầy đủ hay là các bạn nhìn vào những cái đồng trên crypto này đó các bạn đã quyết định đồng nào là tương lai đồng nào là tốt đồng nào là xấu chỉ Đơn giản dựa vào là đồng đó có thể xử lý được bao nhiêu giao dịch trong vòng một giây. Đó là một cách nhìn nó hoàn toàn không đầy đủ và Bitcoin mining cũng như vậy các bạn. Vì lý do đó, đó chúng ta có Dennis Porter. À, Dennis Porter là người mà các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình. Đây là người mà đứng đầu bởi một cái đơn vị mà chuyên đi tuyên truyền về những crypto này. Đó chính là Satoshi Akphun. Và Dennis Porter đang ở quốc hội Hoa Kỳ để làm gì? để giải thích về Bitcoin mining để thúc đẩy sự hiểu biết của các lãnh đạo tiểu bang về tại sao Bitcoin mining có thể mang lại nhiều lợi ích cho họ tại vì như thường vừa chia sẻ đó rất là nhiều người thực sự không hiểu hết về Bitcoin mining thực ra thường cũng không hiểu hết tới các bạn thường chỉ hiểu những gì mà à, thường đã từng chia sẻ với các bạn mà thôi và thường luôn cập nhật thêm thông tin về Bitcoin mining à, có rất nhiều cái sự ảnh hưởng ảnh hưởng đến giá cả ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái của Bitcoin ra sao ảnh hưởng đến cái độ an toàn của mạng lưới Bitcoin và đương nhiên ảnh hưởng đến tương lai của điện như thế nào. Đừng bao giờ quên là năm 2017 đó, các bạn thấy được là có một tờ báo là Newsweek một tờ báo rất nổi tiếng luôn và họ đã tuyên bố là nếu chúng ta không ngăn chặn đạo Bitcoin đó thì tới năm 2022 Bitcoin sẽ tiêu thụ hết tất cả điện trên thế giới các bạn. Nhưng mà rất may mắn là tới năm 2023 rồi mà chúng ta vẫn còn điện và Bitcoin không tiêu thụ hết nguồn điện trên thế giới như họ nói. Mặc dù là cái tốc độ đào BTC liên tục tăng và đặc đỉnh mới trong vòng 5 năm qua thì khi mà chúng ta nói tới Bitcoin đó thì các bạn thấy được là có rất nhiều cái sự tranh cãi Một số người cho là tốt vì bảo vệ được mạng lưới của BTC Và Bitcoin cũng có thể thúc đẩy được cái sự chấp nhận của năng lượng sạch vân vân Có một số người thì nói là Bitcoin xấu tại vì ảnh hưởng tới môi trường sử dụng quá nhiều điện Và Bitcoin đó sử dụng nhiều điện và lãng phí Thì điều mà làm cho nhiều người khó hiểu ở đây đó là những câu nói đó hoàn toàn là không phải là bịa đặt các bạn có một phần đúng nhưng một phần không đúng nó đúng hơn là những câu nói là không đầy đủ về bitcoin có tốt hay là xấu đó thực sự là tùy theo là các bạn ở đâu và nguồn điện các bạn có từ đâu và cái nhu cầu sử dụng điện các bạn là bao nhiêu nhưng mà trước khi chúng ta nói tới cái số lượng điện bitcoin sử dụng đó thì chúng ta hãy trả lời một câu hỏi là đà bitcoin có thực sự là lãng phí điện hay là không thì để trả lời câu hỏi đó đó thì chúng ta cần phải uh, hiểu được là cái định nghĩa của từ lãng phí là như thế nào. Khi mà chúng ta nhìn một số những cái bản xếp hạng như là rất nhiều những bài viết nói là chúng ta nhìn đi BTC, đây là cái bài viết uh, vào tháng 8 của năm 2021 thì so sánh BTC với rất nhiều những quốc gia thì các bạn thấy được là BTC sử dụng nhiều điện hơn cả quốc gia Bangladesh hay là colombia hay là austria nhưng mà sử dụng ít điện hơn những quốc gia lớn như là đương nhiên là trung quốc hoa kỳ ấn độ thì dùng nhiều điện hơn là mạng lưới BTC rất là nhiều nhưng mà nhiều người thì dùng tài liệu này để cho thấy được là Bitcoin cực kỳ lãng phí điện nhưng mà có thật sự gì hay không khi mà chúng ta nói tới lãng phí đó thì lãng phí là gì khi mà chúng ta nói tới sử dụng điện đó thì uh, nếu các bạn nghĩ là đào Bitcoin là lãng phí điện thì uh, câu hỏi kế tiếp là các bạn có nghĩ là mở máy lạnh lãng phí điện hay là không thì đương nhiên nhiều bạn nói là không rồi tại vì mình nóng mình mở mới lạnh thì không lãng phí À, khi được hỏi các bạn là các bạn à, sử dụng điện để mà chơi game đó, thì có lãng phí hay là không Hay là các bạn sử dụng điện để mà thắp đèn Noel đó, mỗi một năm Sử dụng rất nhiều điện thì các bạn có cho nó là lãng phí hay là không Các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là lãng phí hay không đó tùy theo các bạn hỏi ai và các bạn có nhu cầu gì BTC sử dụng điện để mà xử lý những giao dịch để mà bảo vệ mạng lưới BTC cho cực kỳ chắc chắn Tại vì có rất nhiều tiền trên mạng lưới BTC và rất nhiều người họ có tài sản trong mạng lưới này họ sử dụng mạng lưới này để mà di chuyển tài sản cho nên cần phải cực kỳ an toàn và họ không cho đó là lãng phí cái đó là cái điều mà các bạn cần hiểu ở đây trên lãng phí hay không đó là tùy theo người giống như chúng ta nhìn vào BTC đó các bạn so sánh với những cái ngành khác giống như chúng ta nói tới so sánh này à, của tháng 1 năm 2022 thì so sánh với lại ngành vàng thì BTC không sử dụng nhiều điện bằng đạo vàng các bạn có cho đạo vàng lãng phí hay là không thì đó là quyết định của mỗi người mà thôi không sử dụng nhiều điện bằng cả ngành ngân hàng hay là không sử dụng nhiều điện bằng ngành hàng không hay là hàng thủy hay là chúng ta nói tới những cái quạt và máy lạnh hay là nói tới những cái trung tâm dữ liệu hay là những cái máy sấy quần áo các bạn thì đương nhiên mỗi người sẽ có một cách nhìn thường không phải là so sánh địch coi tốt hay là xấu với, so với là những cái ngành này thường chỉ đơn giản nói là mỗi người đều có mọi nhu cầu bản thân thường thì vẫn sử dụng máy lạnh thường không nghĩ là sử dụng À, điện đem mà chạy máy lạnh là lãng phí Bản thân thường thì cũng sử dụng Google Sử dụng rất nhiều những cái dữ liệu Cho nên không nghĩ là data center là lãng phí Hay là thuận vẫn xấy đồ hàng tuần thì tôi không thấy đó là lãng phí các bạn và thuần cũng lưu trữ tài sản dùng btc thường không cảm thấy được là đó là lãng phí tại vì dùng để bảo vệ mạng lưới để bảo vệ tài sản của thuận thì đó là cái cách nhìn của thuần về có lãng phí hay là không và đương nhiên điện không phải là miễn phí các bạn những thợ đào họ vẫn phải trả tiền điện có người bán thì họ mới mua chứ đâu có ai ép ai mua hay là bán điện đâu các bạn cho nên đây là một cái thị trường mua bán điện có nhu cầu mua và có nhu cầu bán cả hai đều có lợi chứ không thể nào mà nói đơn giản là lãng phí được đó là cái điều đầu tiên cho nên nếu nói Bitcoin lãng phí điện đó Thì các bạn phải hỏi là lãng phí điện Đối với ai? Có thể đối với bạn Nhưng mà đối với người khác là không lãng phí Điện thì người ta trả tiền để sử dụng miễn là người ta cảm thấy được là điện sử dụng mục đích người ta cảm thấy là tốt thì người ta sẽ không thể lãng phí các bạn đó là điều đầu tiên điều thứ nhì đó khi mà nói tới bitcoin sử dụng nhiều điện thì đó là sự thật nhưng mà nếu như chỉ đơn giản nói là bitcoin sử dụng nhiều điện nhưng mà chúng ta lại không có nói tới điện nó đến từ đâu và có nhu cầu như thế nào đó thì lại là một chuyện khác các bạn các bạn nên biết là điện trên thế giới này đó có mặt ở rất nhiều nơi các bạn có thể sử dụng nhiều cách để tạo điện có thể sử dụng điện dùng năng lượng mặt trời có thể sử dụng điện dùng gió à, dùng thủy lực vân vân có rất nhiều cách để mà tạo ra điện và không phải nơi nào tạo ra điện cũng sử dụng hết tiền các bạn các bạn có thể nghĩ là thị trường điện nó, nó cũng có sự dao động các bạn nhu cầu và cái số lượng điện tạo ra không phải lúc nào cũng cân bằng không phải là công ty điện họ tạo ra bao nhiêu điện do người ta sẽ tiêu thụ hết, nó không phải như vậy. Lúc nào cũng như vậy sẽ có lúc mà họ tạo ra quá nhiều điện và không ai tiêu thụ, hay là họ không tạo đủ điện để mọi người tiêu thụ. Các bạn, đó là điều thường xuyên. Cho nên các bạn thấy là cúp điện hay là dư điện và BTC là một trong những cách để có thể giúp đỡ à, một số nơi có thể cân bằng được cái lượng điện đó. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy có rất là nhiều những tiểu bang ở Hoa Kỳ. À, như là chúng ta nói tới Mississippi, Missouri bây giờ cũng đã hướng về Bitcoin mining sau khi mà họ thấy được là Texas là một trong quốc gia mà chào đón đào Bitcoin và sau khi mà chào đón đào Bitcoin rồi đó thì các bạn thấy được là đã có một cái tiến triển tốt hơn về cái nguồn tiêu thụ điện ở Texas có những lúc điện tiêu thụ quá nhiều và một trong những vấn đề làm sao để lưu trữ điện thôi không phải là một kỹ sư về điện cho nên cũng không thể giải thích cho bạn được nhưng mà theo tôi biết là điện tạo ra ra nếu như mà các bạn không sử dụng thì coi như các bạn thật sự lãng phí tại vì bây giờ lưu trữ điện là một cái gì đó nó rất là khó khăn cho nên không phải lúc nào người ta cũng lưu trữ được điện cho nên khi mà có nhiều điện ở Texas thì có những cái sưởng đào BDC có thể mua cái nguồn điện đó. Thì công ty điện hay tiểu bang Texas thì đều có thu nhập hết các bạn. Tại vì nếu như không mua thì cái đó cũng lãng phí mà thôi. Nhưng lúc mà cần điện thì những công ty đào họ sẽ ngân đào và cái số điện đó có thể phân phối cho những nơi mà cần thiết. Và những công ty đó sẽ nhận được một cái số tiền hoàn trả lại từ Texas. cho nên đây là một trong những cái mà cả hai đều thắng các bạn win win situation dẫn đến là một số tiểu bang như là missouri hay là mississippi các bạn cũng đang hướng về cái xu hướng này đây là một trong những cái mà họ rất là muốn tìm hiểu thêm đó cũng là lý do tại sao mà dennis porter ở quốc hội các bạn để mà nói chuyện với là một số những uh, nghị sĩ như là Ron Wyden, Cynthia Lummis và Ted Budd và đương nhiên không phải tiểu bang nào cũng ủng hộ chúng ta cũng có tiểu bang Montana thì uh, tiểu bang Montana họ không có muốn những cái uh, xưởng đào ở tiểu bang của họ thì cũng được thôi các bạn như thường như chia sẻ với các bạn tùy theo nhu cầu của mọi người đây là một cái thị trường tự do các bạn nếu như các bạn có nhu cầu và có cái nguồn điện có thể bán cho những cái công ty đào thì họ sẽ đến và họ sẽ hoạt động ở đó và cả hai được lợi nhuận nếu như tiểu bang các bạn thực sự là không có đủ điện thì cũng không có lý do gì mà muốn những cái công ty đào đến đó cho nên việc đào bitcoin là tốt hay là xấu đó thì một lần nữa tùy theo các bạn là ai và các bạn có thật sự hiểu đạo bitcoin là gì hay là không và các bạn có thực sự hiểu hết hay là không và về bitcoin đó các bạn thấy được là nếu chúng ta nói tới một trong những thứ mà có thể tác động đến cái việc thúc đẩy từ chấp nhận của năng lượng sạch năng lượng xanh đó, nhanh hơn thì nghĩ là bitcoin cũng là một trong những cái yếu tố đó có thể là thường nói một ví dụ này các bạn cảm thấy là hơi mắc cười một chút nhưng mà các bạn có biết là internet đó, nhanh chóng phát triển các bạn có thể là xem hình ảnh âm thanh các bạn thấy được lên Internet mới đầu, các bạn chỉ có thể lên trên những cái trang web mà các bạn chỉ có thể bấm vào những cái link chữ mà thôi. À, rồi sau đó chúng ta bắt đầu thấy hình ảnh nhưng mà nó bắt đầu rất là chậm các bạn. Rồi sau đó chúng ta mới có âm thanh rồi mới có video. Các bạn có biết là một trong những lý do dẫn đến Internet phát triển nhanh như vậy? Là tại vì cái nhu cầu xem phim người lớn Khi mà có nhiều người thích xem phim người lớn các bạn Thì họ đương nhiên là không muốn chờ đợi quá lâu à, Tại vì cái phim 2 tiếng đồng hồ Họ chỉ xem chỉ có 10 phút mà thôi các bạn Cho nên họ không thể nào chờ lâu như vậy được Và họ muốn Internet rất là nhanh à, Để có thể download cái video đó Dẫn đến là cái nhu cầu Internet thúc đẩy sự phát triển Thì cũng tương tự như vậy Chúng ta có thể nghĩ là những cái công ty đào BTC đó họ không có lý do gì mà muốn trả nhiều tiền cho tiền điện. À, nếu như mà họ có thể thì họ sẽ muốn trả ít tiền điện hơn tại vì sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của công ty của họ. Đây là một cái sự cạnh tranh giữa những cái công ty đào mà thì à, đương nhiên nếu như có thể họ sẽ trả ít tiền điện hơn và một trong những yếu tố dẫn đến họ trả tiền điện hơn đó chính là sử dụng năng lượng sạch. Cho nên đây là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển. Đối thường là như vậy cho nên chúng ta mới thấy được là hiệp hội đào Bitcoin được à, quản lý bởi những cái công ty như là MicroStrategy đó thì đã đưa ra cái thống kê quý ba là những công ty trong hiệp hội đào Bitcoin này đó thì họ sử dụng 67.8% cái số lượng điện đến từ năng lượng sạch rồi còn những công ty khác đó thì trung bình họ sử dụng là khoảng 59.4% năng lượng sạch tại vì đó là cái nguồn điện mà nó có cái chi phí rẻ hơn đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về đào Bitcoin mà thôi các bạn có gì bổ sung thêm hay comment ở bên dưới cái video này và tôi sẽ kết thúc video này để mà chia sẻ về động thái Twitter gần đây các bạn đã biết là Twitter đó họ muốn có một cái ví thanh toán và công ty Twitter đó cũng đang xin cấp giấy phép đến từ nhiều tiểu bang để mà hoạt động thanh toán và mới đầu đó họ nói là công ty Twitter sẽ tham gia vào thị trường thanh toán mà chỉ sử dụng đồng đô la mà thôi nhưng mà sau này đó họ sẽ có crypto trên đó thì những crypto nào chúng ta vẫn chưa có biết các bạn đã biết là Elon Musk rất là quan tâm đến thị trường crypto sau khi mà mua lại Twitter đây thì vẫn chưa có thấy bất kỳ một cái động thái nào liên quan trực tiếp đến crypto À, từ Musk hết, các bạn đã biết là công ty Tesla thì vẫn đang lưu trữ Bitcoin, Musk cũng đã từng nói là Musk lưu trữ nhiều nhất là BTC, kế đó là Ethereum và kế đó nữa là đồng Dogecoin. thì đương nhiên rất nhiều người vẫn đang chờ đợi là Musk sẽ có những cái quyết định gì liên quan tới Twitter và crypto. tôi nghĩ là sớm muộn chúng ta sẽ biết, nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa có biết. vấn đề đây là Musk vẫn đang chờ đợi. Tôi nghĩ là được cấp giấy phép để thực sự hoạt động trong thị trường thanh toán Tôi nghĩ là những công ty như là PayPal hay là Stripe vân vân. Thật ra hôm nay có một thông tin nữa liên quan tới Celsius Nhưng mà thật ra cũng một cái drama mà thôi Tôi sẽ dành thời gian để mà chia sẻ thêm trong video ngày mai với các bạn Tại vì video này cũng khá dài rồi Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Như mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này Để tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance Và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Một lần nữa như bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn.